Ah, c'è il ricordo. Kia đang chiếu chiếu lên đâu sao không sao chiếu chiếu lên này xóa thì xóa luôn này. Thép của S35 K110 K110 xoay vào cái chỗ ông quay thật sắt đi. Anh đi con bắt rồi. Đi con gì? Anh chụp ạ. Chụp lại cho bác này. Mình chụp tí có ảnh rồi xong hả? Trên tí nữa. Đây, 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 đây. Chỗ xuống răng mà im nha. Sún đéo ơi to ấy. Nghiêng chỗ sún này chụp khác. Bắt tay cầm em dư nữa rồi. Lên một tí vừa rồi nó nét nhé. Mắt thường mình chỉ thấy trắng trắng thôi nhưng mà đây là soi được hết. Ok. Được rồi. Soi đấy. Vân này vân sọc này vân đồ gì đó. Xước này. Sún. Sún sún sún. Sún. Răng cưa à, có bị xước à, vỡ không phải này. Đấy, này nó cũng rất là nhìn nó quẹt trắng xuống. Thì thực ra nó là rác một miếng thôi nhá, là nhìn nó là trắng không biết. Trắng này. Thực ra vì công nghệ trong ảnh rất là rách. Rách màng trinh. Đây đây đây. Đây. Rách đây. À. Thì đây còn lỗ lỗ gì kìa. Chó đẻ kìa. Chú ra đây đi. Đây là chặt cái đéo gì chứ. Ông chặt sắt chặt xiếc gì ấy chứ. Con này chặt sắt mấy lần rồi còn gì nữa. À, hạt hết, hạt viên viên. Chất lượng hơi kém. Thật sự có gì mà. Bên sọc nhám bao nhiêu nhỉ? Này chắc
chất thì sao? Oxit, oxit đéo mình quật nhám vào đến đoạn đấy đâu mà.